Sáng nay, thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 với buổi thi cuối cùng, công dân, sử, địa. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa giáo dục công dân vào kỳ thi Trung học Phổ thông. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chọn môn lịch sử năm nay cao hẳn hơn so với các năm trước. Và cũng ngay trong ngày hôm nay, sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức của các bài thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Vừa muốn điểm cao thì học kỹ một chút thì vẫn được điểm cao, còn những bạn mà thi để tốt nghiệp thì cũng vẫn làm được ạ. Thì tôi nghĩ là khi đưa vào cũng khá hợp lý để có tăng cường tính giáo dục về nhận biết về xã hội, về xã hội, về pháp luật cho học sinh, sinh viên, cho học sinh. Về năm nay thì nó có một chút khó hơn để năm ngoái. Năm ngoái thì bộ nó cho vừa sức với học sinh, cho nên ngay cả có một số học sinh có học lực kém vẫn có thể vượt qua được.